Những ngày qua, chúng tôi liên tục nhận được đơn thư phản ánh của rất nhiều người dân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. VTV Cần Thơ rất cảm ơn những thông tin mà quý khán giả đã cung cấp. Chúng tôi sẽ sớm xác minh và phản hồi đến bà con. Và mở đầu tiểu mục Đường dây nóng sáng nay sẽ là phản ánh của anh Nguyễn Đức Thao, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết, trên địa bàn có một công ty sản xuất phân di sinh gây ô nhiễm mùi hôi, ruồi muỗi xuất hiện dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con. Mặc dù đã báo cáo cho chính quyền địa phương, nhưng vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Chúng tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Đức Thao đã phản ánh đến chương trình. VTV Cần Thơ sẽ sớm xác minh và phản hồi đến anh và bà con phường Phước Thới của quận Ô Môn. Và trong tuần qua thì chúng tôi cũng đã nhận được đơn phản ánh của chị Trần Tiểu Yến ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Chị Yến cho biết thì có mua một thửa đất đã ra công chứng và trả tiền đầy đủ. Thế nhưng mà thửa đất chị mua bất ngờ bị Tòa án Nhân dân huyện Chợ Lách phong tỏa vì đang tranh chấp. Điều khó hiểu là thửa đất hơn 2.200 m² nhưng chỉ bị phong tỏa 1.000 m² thôi. Chị Yến cho rằng việc phong tỏa một phần là không đúng quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ sớm xác minh và chuyển đơn thư của chị đến các cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre để được giải quyết. Thưa quý khán giả, hàng loạt nhà dân bị lún nứt, tuyến đường giao thông cặp sông Bảo Định bị hư hỏng nghiêm trọng. Đó là thông tin mà nhiều hộ dân ở xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Bến Tre gọi về số điện thoại đường dây nóng 0901 282 282 của VTV Cần Thơ phản ánh trong những ngày qua. Theo bà con cho biết thì do tác động của việc đóng cừ làm đường giao thông nên là hai bên bờ sông Bảo Định khiến cho nhà cửa, đường dân sinh bị hư hỏng nghiêm trọng. Sau đây sẽ là ghi nhận thực tế của nhóm phóng viên tiểu mục Đường dây nóng VTV Cần Thơ. Những ngày qua, ông Hoàng đứng ngồi không yên. Căn nhà bị lún nứt nhiều nơi. Ông đã báo chính quyền địa phương nhưng hơn một tháng qua vẫn chưa có đơn vị nào xử lý. Càng kéo dài, căn nhà hư hỏng sẽ nặng nề thêm. Nó sập xuống rồi coi như là xe cộ mình ra vô nó không có ra vô được, nó khó khăn. Nếu mà làm nữa thì mình có thể sợ nguy hiểm sụp cái nhà mình, nhưng bây giờ định không có cho làm nữa. Đó cũng là khó khăn chung của nhiều hộ dân khác. Bà con cho biết, việc đóng cừ thi công đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định đã khiến nhà họ bị lún nứt. Để bảo vệ tính mạng và tài sản của gia đình, nhiều hộ dân đã ngăn cản không cho công trình tiếp tục triển khai. Nứt ở đây, rồi ở đây, rồi ở ngoài cái nhà sau nữa, rồi nứt ở đây nữa, rồi ở bên hông kia. Rồi hôm nay thì có đơn vị nào đến khảo sát hay có hứa hẹn bồi thường gì cho mình không? Dạ không. Thì tôi thấy nứt ra là tôi cũng kiến nghị mấy ông cũng cho sửa sang giùm để nó nứt rồi rủi nó ngã vào ban đêm mà không mà hai mẹ con không biết sao. Không chỉ gây lún nứt nhà dân, tuyến đường giao thông cũng bị hư hỏng nặng. Nhiều đoạn nghiêng hẳn ra sông, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Một số vị trí, các mảng đan bị bể tạo thành hố sâu, rộng. Tuyến đường bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng, lại nằm cặp sông. Nhưng đơn vị thi công không có giải pháp rào chắn hay bất cứ biển cảnh báo nguy hiểm nào. Tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông đang bị đe dọa trực tiếp. Mấy lỗ có vậy, tôi cầm cây cho họ tới, họ thấy họ chạy tới họ thấy có cái chà vậy họ lủi xuống thôi. Công trình đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định được khởi công hồi tháng 9 năm 2023. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư. Chúng tôi đã trực tiếp đến cơ quan này để tìm hiểu nguyên nhân. Thế nhưng nhân viên văn phòng báo lãnh đạo bận đi công tác, không cung cấp bất cứ thông tin gì. Đơn vị này cũng không tiếp nhận lịch đăng ký làm việc của phóng viên. Vào tháng 11 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có công văn chỉ đạo các sở ngành, huyện thị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. Tuy nhiên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Tiền Giang tìm cách tránh mặt phóng viên VTV Cần Thơ là cố tình làm trái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh này. Chúng tôi sẽ có công văn phản ánh đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang để làm rõ vấn đề này. Và trong cuộc sống, nếu như bà con, dù khán giả, chúng ta có những khó khăn tương tự, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0901 282 282 hoặc gửi đơn thư về địa chỉ số 407 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phóng viên VTV Cần Thơ sẽ sớm xác minh và phản hồi đến bà con.